Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ đại diện Việt Nam tham dự Grammy lần thứ 61. Thưa quý vị và các bạn, Mr. Đàm bất ngờ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 61 diễn ra tại Los Angeles. Đây được xem là lễ trao giải lớn nhất hành tinh trong lĩnh vực âm nhạc. 8 giờ sáng ngày 11 tháng 2 giờ Việt Nam, lễ trao giải Grammy 2019 đã diễn ra tại Los Angeles. Đến tham dự Grammy, Đàm Vĩnh Hưng chọn bộ xuôi đen trên thảm đỏ và tiến vào khán phòng tham dự lễ trao giải bằng lối đi dành riêng cho nghệ sĩ. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, đến với lễ trao giải Grammy 2019, một sự kiện danh giá và mang tính quốc tế quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới, Hưng rất hân hạnh và vinh dự khi nhận được lời mời tham dự chương trình lần này. Đại diện Việt Nam Mr. Đàm đã nhận được lời mời từ 2 tháng trước, khi ban tổ chức thông qua đơn vị tài trợ muốn tìm một nhân vật tiêu biểu của Việt Nam để tham dự chương trình. Nam ca sĩ đến từ Mỹ từ sáng sớm mùng 3 Tết để chuẩn bị trước cho sự xuất hiện tại Grammy lần thứ 61. Grammy là hệ thống giải thưởng do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ trao tặng nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp thu âm. Grammy được coi là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc, tương đương với giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh. Lễ trao giải Grammy còn là sự kiện rất được quan tâm vì thường quy tụ nhiều màn trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.